Giá heo hơi hôm nay 16 tháng 9 đồng loạt đứng yên trên cả nước. Hiện tại, ngoài Hà Nội giao dịch tại ngưỡng 67.000 đồng 1 kg, giá khảo sát ở các tỉnh thành còn lại giao động trong khoảng 62.000, 66.000 đồng 1 kg. Giá heo ở khu vực miền Bắc lặng sóng trong phiên đầu tuần. Trong đó, Hà Nội vẫn neo tại ngưỡng 67.000 đồng 1 kg, cao nhất cả nước. Theo sau là các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Yên Bái. Tuyên Quang và Vĩnh Phúc đang thu mua với giá 66.000 đồng 1 kg. Tại các địa phương còn lại, giá heo hơi duy trì ổn định trong khoảng 64.000, 65.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi không có biến động mới. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 62.000, 66.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Ninh Thuận là ba tỉnh đang giao dịch tại mức 62.000 đồng 1 kg, thấp nhất khu vực. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay cũng đi ngang theo xu hướng chung. Thương lái tại Bình Dương, An Giang và Cà Mau tiếp tục thu mua với giá 65.000 đồng 1 kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh, thành còn lại trong vùng mua bán trên lệch trong khoảng 63.000, 65.000 đồng 1 kg.